Xin chào tất cả các bác. Trên xe đạp bên em hôm nay có một đơn đi Cần Thơ. Đơn này là đơn đua gian 11.800.000, thì hiện tại em đang ở với cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác đây. Đua gian 11.800.000, hiện tại em đang ở với cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác. Gửi thùng hàng ở xe đạp.